Rồi, một câu vô cơ cũng thường gặp ha, nhưng mà sẽ bối rối nên nhiều các bạn không biết giờ dồn biến về một cái ẩn gọi là khối lượng của kim loại thì nó sẽ hơi mệt chút xíu nha. Đây, chúng ta sẽ xử lý bài này nhanh thôi. M gam. Rồi, gồm có các cái hỗn hợp ít nè, gồm có kim loại là sắt, magie, Fe2O3 hoặc là Fe3O4 hoặc là FeO đều được nhé. Cái chỗ này có thể thay là oxit nào cũng được. Rồi, mũi FeNO3 hai lần, nghĩa là có gốc NO3 trừ này. Tác dụng nó hỗn hợp có HCl 0,51 mol, HNO3 0,01 mol nha. Rồi, thì sản phẩm thu được ở đây, đề bài nói khá rõ đấy, thu được 0,05, đây 0,05 mol hỗn hợp khí. Mà hỗn hợp khí này là gồm hai khí đơn chất, thì khí đơn chất chúng ta chỉ có nitơ và hiro thôi nhé, nitơ và hiro. Tổng khối lượng của hai khí này là 0,62 gam. Rồi, thì chỗ này các bạn có thể dễ dàng xử lý cái số mol của từng cái khí này, không cần đặt ảnh ha, bấm hệ phương trình luôn. 51 1 này, 1 0.05 tổng đúng không? 28 là khối lượng, 2 là hiro, 0,62 khối lượng hỗn hợp, bạn bấm ra. Xử lý rất nhanh. 0,02 0,03. Thực ra thì cái bài này chúng ta đã gặp nhiều rồi ha, nhưng mà ta lưu ý trước khi thi chút. Nước ở đây. Rồi, đề bài cho đây là M, thu được M cộng cho 14,845 gam muối. Gam muối ha. Thì đây chúng ta chưa cần biết là cái muối là cái gì cũng được. Thì chúng ta sẽ áp dụng bảo toàn khối lượng ngay. Thì bạn thấy là hai cái ẩn như thế này, M thế này là áp dụng bảo toàn khối lượng ngay. Chúng ta sẽ chỉ tiêu M để ta tính được số mol nước này. Đúng chưa? Thì bạn sẽ bước số 1, bạn bảo toàn khối lượng ha. Bảo toàn khối lượng thì bạn sẽ có M này, và khối lượng hỗn hợp ban đầu cộng cho khối lượng axit, hai axit ha. HCl này, HNO3 này. Rồi đó. Rồi cộng cho khối bằng ha. Bằng khối lượng khí là 0,62 cộng cho khối lượng nước M nước, rồi cộng cho khối lượng muối này là M cộng cho 14,845. Đó, bạn chia tia M2 vế đi thì bạn sẽ tính được khối lượng nước đúng không, tính được M nước. Rồi, bạn bấm máy ha. 0,51 nhân 36,5 cộng 0,01 nhân 63, bấm máy thì nhắn nhìn này nhé, không bấm nhầm ý. Trừ. Rồi, rồi thì khối lượng nước của chúng ta là 3,78. Các bạn suy ra số mol nước luôn ha. Suy ra số mol nước bằng luôn, chia cho 18. Rồi, số mol nước sẽ là 0,21 mol này, rất nhanh ha. Xử lý nhanh vào, 0,21 mol. Rồi, ok. Thì bước đầu tiên là như vậy, rồi sau đó chúng ta sẽ xác định muối này. Thì muối tất nhiên là magie đi biến thành magie 2 cộng. Sắt ấy thì nó có thể biến thành sắt 3, biến thành sắt 2 nhá. Đấy. Rồi. Có thể gốc có NH4 cộng được sinh ra tại vì kim loại là magie tham gia phản ứng magie nhôm kẽm, có xác suất tạo ra amoni là rất lớn. Và một cái điều quan trọng bạn nhớ là có khí hiro xuất hiện này. Đó, thì cái gốc NO3- trừ trong muối là nó phải hết rồi nhá. Hết, gốc NO3- trừ là phải hết. Gốc NO3- trừ ở đây phải hết này. Như vậy thì cái muối của chúng ta chỉ còn muối cloro trừ thôi, là 0,51 mol này. Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta áp dụng bảo toàn nguyên tố H thì chúng ta sẽ tính được ngay cái số mol NH4 cộng này nhé. Còn bảo toàn H, bước số 2, các bạn bảo toàn nguyên tố hiro nhé, thì bạn sẽ suy được ngay số mol của amoni ngay lập tức, đúng chưa? Bằng này, hiro có ở đây tổng H cộng ở đây này là 0,52 mol. Đó, thì H đi đâu? H vào hiro này, H vào nước này, H vào amoni, đúng chưa? Thì bạn trừ đi 0,52 là tổng số mol H cộng. Bạn trừ đi H trong hiro 0,03 nhân 2, trừ đi H trong nước 0,21 nhân 2. Thì bạn trừ cho 4 nhé, thì được số mol của amoni là 0,01. Xử lý chính xác vào các em nhé. Không bấm lại mất thời gian. 0,01 mol. Ok. Rồi. Xong.
Thì chúng ta ở đây đề bài là cho dẫn tiếp này, dẫn tiếp qua nào hát dư, dẫn tiếp cái hỗn hợp này qua nào hát dư, nào hát dư là OH trừ dư đó, OH trừ dư thì OH trừ nó sẽ tác dụng với NH4 cộng hết một cái số mol là 0,01 đúng không? Vậy thì 17,06 gam cái tổ ở đây, cái tổ ở đây thì nó sẽ gồm là MgOH 2 lần, rồi FeOH 3 lần và FeOH 2 lần. Đó, rồi. Về mặt bảo toàn điện tích nhá, thì số mol điện tích dương ở đây các bạn sẽ có này. Số mol điện tích dương ở đây các bạn sẽ có nhé. 0,51. Ở đây các bạn trừ cho 0,01 thì số mol điện tích dương ở đây sẽ còn là 0,5. Đúng chưa? Âm 0,51. Dương ở đây là hết 0,01 vì dương đến 0,5. OH trừ, OH trừ kết hợp vừa đủ với cái này. OH trừ ở đây. OH trừ ở đây. Thì OH trừ kết hợp vừa đủ với công này này là 0,5. 0,5 nhá. Như vậy thì cái bước ở xử lý ở chỗ này, bước số 3 thì chúng ta sẽ phải hiểu thế này. Đó là 17,06 này sẽ bằng khối lượng của kim loại đấy, các bạn phải tách cái kim loại ra, kim loại cộng với khối lượng của OH trừ có trong kết tổ này là 0,5 nhân 17 thì từ đó bạn sẽ tính được khối lượng của kim loại này. Đó, tính được khối lượng của kim loại nhá. Bằng tính được khối lượng kim loại đúng không? Bạn lấy 17,06 đấy, các bạn trừ cho 0,5 nhân cho 17 thì khối lượng kim loại của bạn sẽ là 8,56 gam. Rồi các bạn chốt hạ chỗ này nhá. Thì từ đó này, cái M cộng 14,845 là khối lượng của cái muối này, mà khối lượng của muối bằng khối lượng kim loại này đúng không? Kim loại này, chúng ta đã biết này, cộng khối lượng NH4 đã biết, cộng khối lượng Cl trừ đã biết. Vậy ta áp dụng là khối lượng muối M muối này, bước thứ tư nhé. Thì bạn sẽ có là M cộng cho 14,845 là khối lượng của muối đề cho. Thì bằng khối lượng của kim loại đây, ba kim loại này, khối lượng đã cho là 8,56, chúng ta vừa tính xong. Cộng khối lượng của amoni 0,01 nhân 18 cộng clo 0,51 nhân 35.5. Rồi, từ đó bạn sẽ tính được chỉ số của M. Đấy, tính được khối lượng M gam này mà không phải biết từng chất nhá. Bạn trừ ra 0,01 nhân 18 cộng 0,51 nhân 35.5 thì bạn trừ cho 14,845. Đấy thì M các bạn sẽ là 12 gam. M các bạn sẽ là 12 gam. 12 gam M. Rồi, thế chúng ta đã tính được khối lượng M, bây giờ đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của hai cái thằng này cộng lại. À, thì phải tính được từng cái đúng không? Và thằng này thì dễ này, vì sao? Thằng này chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tố nitơ nhé. Bạn bảo toàn nitơ thầy. Bước thứ 5. Bảo toàn nguyên tố N, bảo toàn nguyên tố nitơ này. Đấy, các bạn nitơ ở đâu? Nitơ có ở đây này, một chỗ, hai và ba đúng không? Đây nitơ ở đây này, cộng nitơ ở đây. Các bạn trừ nitơ trong HNO3 thì còn nitơ chỗ này. Các bạn sẽ tính được ngay cái số mol của muối FeNO3 2 lần nhá. Các bạn bấm này. Rồi, bấm ha. Ở đây 0,01 nitơ cộng 0,02 nhân 2 nitơ chỗ này. Đó, trừ cho nitơ trong này là 0,01 HNO3 này, 0,01. Rồi, các bạn nhớ chia cho 2 thì cái này có 2 nitơ này. Thì ra được số mol của Fe là 0,02 mol. Rồi. Đấy, cái còn lại là bây giờ tính số mol của cái ông này. Thì số mol của ông này có hai cách tính. Một đó là các bạn sẽ bảo toàn nguyên tố oxy. Một là bảo toàn nguyên tố O cũng sẽ tính được này. Bảo toàn nguyên tố O. Đấy. Hoặc là các bạn có thể áp dụng công thức của H cộng thì tùy nhá, tùy các bạn. Thì đây thầy sẽ bảo toàn O cho nó nhanh. Bảo toàn nguyên tố O này. O. Thì các bạn sẽ có O đây là 3x đúng không? Cộng O trong HNO3 này là 0,01 nhân 3 bằng ô trong ô phía sau thì có mỗi ô vô đây đấy, nước này đấy, 0,21 được chưa? Bạn sẽ bấm được ngay cái chỉ số ít ít rồi, 0,21 bạn trừ cho 0,03 đúng không? Rồi chia cho ba đây, còn ô ở đâu nữa không? Ô ở đây này, trừ ô ở đây 0,21 trừ 0,03. À xin lỗi, ô còn ở đây nữa các em nè.
ô còn đây, cái đây ô vừa 0,02 đây, 0,02, còn còn ô ở đây nữa, có nghĩa là sẽ phải cộng chỗ này thêm là 0,02 nhân 6 này, đó mới bằng 0,21 nhé, bằng 0,21 đây này, nguyên cái cụm này, này. Đấy, bằng 0,21 trừ 0,03 trừ cho 0,02 nhân 6, tức là bạn chia cho 3. Đấy, thì ít của bạn là 0,002 mol, được chưa? Đấy, những áp dụng rất dễ dàng. Còn nếu như bạn nào mà không muốn áp dụng cái bảo toàn ô này, thì các bạn có thể bảo toàn một cái khác, đó là tính số mol h cộng nhé. Hoặc các bạn có thể áp dụng là số mol h cộng tham gia phản ứng này bằng 2 lần số mol ô cộng 12 lần số mol nitơ cộng cho 2 lần số mol của H2 và cộng 10 lần số mol của amoni NH4 cộng. Đó. Thì H cộng ta đã có 0,52 mol này. Đúng chưa? 0,52 mol đây. Đây. Oxy. Oxy là 3x với 2 lần của 3x. Oxy đây này. Rồi. Cộng cho 12 lần của nitơ là 12 lần 0,02 cộng cho 2 lần của oxy 2 lần 0,03 cộng vào 10 lần của amoni là 0,01 thì các bạn cũng sẽ ra x được tương tự là 0,02 mol nha. Rồi. Ở đây tính tổng phần trăm khối lượng của FnO3 2 lần và Fe2O3 thì khối số mol đã có, khối lượng M mình có rồi. Đó, thì các bạn sẽ tính được tổng phần trăm khối lượng thôi, đúng chưa? Vậy thì đáp án là tổng phần trăm khối lượng của hai cái ông này thì bằng này. X khối số mol là 0,02 nhân M lớn Fe2O3 là 160 cộng FnO3 2 lần là 0,02, M lớn của FnO3 2 lần là 180 đúng không? Cộng 62 nhân 2 180. Rồi, chia tổng khối lượng M là 12 gram là đã có, bấm vào nhân 100%. Rồi, nhẹ nhàng, nhân 0,02 cộng 0,02 nhân cho 160 chia 12 nhân 100. Mình sẽ có 56,67% nhé. 56,67%. Rồi, cho đáp án gần nhất đúng không? Thì bạn cho đáp án B. Rồi. Ok, chúc các bạn thành công với câu vô cơ phân loại 9 cộng ha. Nhẹ nhàng, không có gì khó khăn lắm nhá. Nhưng mà nhớ là chỗ này này, đấy cái chỗ xử lý này các bạn phải tinh khôn một tí thì các bạn mới biết được cái này nó nhanh. Còn không xử lý được cái khúc này này là mệt đấy nha.